xay cua cá, xay chả chả tôm, chả mực đa năng mà bên em đang phân phối ở trên thị trường hiện nay. Thì ở đây là hai chiếc máy xay khung bằng sắt, nồi bằng inox và vung là vung bằng kính. Đấy, các bác có nhìn thấy đây là dòng hai mẫu máy rẻ nhất thị trường hiện nay. Thì bây giờ là tháng 8 năm 2022, em sẽ làm cái video này để báo giá sản phẩm này. Thì nhìn chung hai chiếc máy này đều có cái ngoại quan khá là giống nhau, đều là sử dụng một chiếc motor ở dưới, một cái nồi ở trên. Đó, các bác có để đấy với công tắc bên sườn nữa. Đấy, một công tắc bên sườn. Thì chúng ta sẽ điểm qua thông số kỹ thuật một chút. Thì đây là con 750W do điện cơ Nam Việt sản xuất, máy xay đa năng mẫu model 2021-2022, công suất là 750W, điện áp 220V 52Z, điện cơ Nam Việt Hà Nội Việt Nam. Thì cái dòng nhỏ 750 này bên em có lắp nồi là nồi 18cm thôi, và sử dụng là một chiếc dao hai cánh. Đó, hai cánh. Thì đây chúng ta có thể nhìn sâu bên trong nồi, một chiếc dao hai cánh rất là sắc bén, chúng ta có thể xay tốt cua cá, gừng giềng, xả, ớt, các thứ đều rất là ok. Đặc biệt là dòng này xay được cả tỏi nhé, nồi cái nồi đít vuông là xay được cả tỏi, nên chúng ta lưu ý những cái nồi đít tròn này chúng ta sẽ xay gừng giềng xả tốt thôi, còn tỏi sẽ không xay được nhé. Chúng ta sẽ ngó qua thông số kỹ thuật của con 22cm, con nồi 900. Đấy, cũng là do điện cơ Nam Việt, máy xay đa năng model 2020-2021-22, công suất con này là 900W. Thì từ dòng 900W trở lên thì bên em sẽ sử dụng chiếc nồi là nồi 22cm, các bác có nhìn thấy rất là to, rất là rõ luôn. Đó, con dao sẽ sử dụng là dao ba lưỡi, và dao này sẽ là dao xoáy gen nhé. Thì chiếc dao xoáy gen này nó sẽ có ưu điểm và nhiều điểm riêng. Tuy nhiên là bên dòng giá rẻ này thì thường bên em sẽ lắp dao xoáy gen thôi. Ý nữa mà bên xưởng có cải tiến lắp những cái dòng dao rút để những cái mẫu này cũng rẻ tiền, thì em sẽ có đăng video. Đấy, các bác có nhu cầu cứ đăng ký kênh thôi. Chúng ta cần sản phẩm nào cứ alo bên em sẽ có hết nhé. Thì chiếc máy này là sẽ là dòng nồi rất là sâu nhá, con dao ra ba lưỡi xay rất ok, từ khoảng 1,5kg trở lại. Chúng ta cũng có thể xay rất là đa năng, rất là nhiều dòng sản phẩm như thịt cua cá để rất là ok. Thì ở đây bây giờ thì cũng là cuối video rồi, vì video này em chỉ là giới thiệu và báo giá thôi nên là cũng khá là ngắn gọn. Thì con máy 900W nồi 22cm do điện cơ Nam Việt sản xuất, giá là 1.500.000 bao ship nhá, tặng kèm cho các bác một lưỡi dao cũng như là một cần đánh ruốc. Đấy, một cái bộ chọn bộ sẽ là combo như vậy, tặng kèm rất là đầy đủ. Con 750W nồi nhỏ hơn thì em đang bán giá là 1.300.000 bao ship, tặng một con dao hai cạnh này, hai cánh và một cái cần đánh ruốc rất là tuyệt vời. Thì dòng này bên em có bảo hành 6 tháng, 30 ngày đầu phát sinh lỗi đổi mới nếu mà lỗi do nhà sản xuất các bác nhé, nên chúng ta cứ lưu ý. Đấy, bán hàng có bảo hành đầy đủ. Thì trên đây em đã